Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ bảy, ngày 28 tháng 12 năm 2019. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến. Trong chương trình thời sự hôm nay gồm một số nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc. Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức làm việc với các ngành về báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12. Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động công tác đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2020. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc tổ chức đại hội chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiệm kỳ 2020-2023. Phóng sự Ý nghĩa từ gian hàng quần áo không đồng của đoàn thanh niên phường Vĩnh Quân Sau phần tin có bài An Giang triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đáng canh tí 2020 Và bài các giải pháp an toàn phòng cháy khi hàng cắt kim loại Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc, đến dự có ông Trần Quốc Tứng, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Tại buổi tiếp xúc cử tri được nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2019, kết quả kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc. Qua đó, cử tri đã bày tỏ phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố Châu Đốc đạt được trong năm 2019, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như mở rộng đường mậu thân, đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng cầu Châu Đốc để người dân thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu qua lại dễ dàng hơn và một số ý kiến liên quan đến giáo dục, đất đai. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu một số ban ngành có liên quan đã trả lời, giải trình các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, một số ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức làm việc với các ngành về báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các cơ quan ban ngành đã cơ bản thống nhất những nội dung, vấn đề được trình bày trong báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, các ban ngành thành phố cũng có những ý kiến đóng góp cụ thể về một số nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội phục vụ Đại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12 từng bước hoàn chỉnh chăn kiện phục vụ đại hội góp phần tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động công tác đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2020. Năm 2019, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cuộc vận động gắn giới phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được cán bộ đoàn viên công đoàn tham gia tích cực với chất lượng và hiệu quả cao. 100% đoàn viên công đoàn thành phố được đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách của người lao động. vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Châu Đốc đóng góp quỹ an sinh xã hội năm 2019 với số tiền trên 1 tỷ đồng, xét cất mới và sửa chữa 6 căn nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên. Từ nguồn vận động của Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã cất hai căn nhà đại đoàn kết cho đoàn viên công đoàn doanh nghiệp với tổng số tiền 70 triệu đồng, hỗ trợ từ quỹ tương trợ giáo dục cho 7 đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 11 triệu đồng, trợ cấp khó khăn 3 trường hợp bị bệnh nặng. Các công đoàn cơ sở trợ cấp hiếu hỷ, thăm hỏi kịp thời cho 271 trường hợp với số tiền 192 triệu đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ Thành phố, Bệnh viện Quyết học và Truyền máu Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện được hai đợt, thu được 321 đơn vị máu. Năm 2020 với chủ đề nâng chất hoạt động công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục thiết thực chăm lo lợi ích, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trên các lĩnh vực chủ yếu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2020. Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc tổ chức đại hội chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiệm kỳ 2020-2023. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc đã đạt được những kết quả quan trọng đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội giảm nghèo của thành phố tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội hàng năm hội các cấp tổ chức tuyên truyền phát động cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cho 100% hộ gia đình ở 7 phường xã thành lập 77 tổ ống heo tiết kiệm có 924 thành viên phụ nữ tiết kiệm 20 thành viên nắm gạo tình thương tiết kiệm gì phụ nữ nghèo phụ nữ tiết kiệm ngân hàng ngoài ra các cấp hội đã vận động cất và bàn giao 25 căn nhà máy ấm tình thương với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội thành lập mô hình phụ nữ giúp nhau mua bảo hiểm y tế, vận động 9.870 hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế đạt 67,36%, tổ chức 26 lớp dạy nghề có 640 thành viên tham dự, giới thiệu việc làm cho 1.144 chị làm bò dò viên, lặt ớt, giữ trẻ, mai gia công. Hội còn tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường chống rác thải nhựa ở 7 phường xã, trao tặng 210 giỏ sách đi chợ cho các chị em phụ nữ phường xã. Các cấp hội tổ chức thành lập tổ phụ nữ chung tay hành động phòng chống rác thải nhựa phụ nữ ứng phó biến đổi khí hậu trong nhiệm kỳ mới, Hội phụ nữ thành phố Châu Đốc thực hiện mục tiêu đoàn kết, phát huy vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ, xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh nhằm nâng cao vị thế, sức sáng tạo của phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Hội phụ nữ thành phố đã đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 80 đến 90%, 100% cơ sở hội củng cố, xây dựng ít nhất từ 2 đến 3 mô hình tiêu biểu thu hút tập hợp hội viên, 90% hội viên phụ nữ được bồi dưỡng cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, giấy tinh thần dân chủ thống nhất cao. Đại hội đã bầu đồng chí Quỳnh Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Châu Đốc tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2020-2023.

với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, tình hình kinh tế xã hội xã Vĩnh Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đạt và dược 18 trên 20 chỉ tiêu. Bên cạnh đó, xã thực hiện duy trì và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, công tác chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh được tập trung, công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi phong phú, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Châu đã thông qua các dự thảo nghị quyết, nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020, nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước xã Vĩnh Châu năm 2020, nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân xã năm 2020. Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân Phường cho Phú B tổ chức kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân Phường khóa 11 nhiệm kỳ 2016-2021. Năm 2019, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn Phường phát triển khá toàn diện. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 145 triệu đồng một hecta, đạt tỷ lệ 100%. 182 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho 375 lao động. Doanh thu thông qua chợ đạt 100%, thu ngân sách đạt 141,03%, công tác chỉnh trang đô thị được duy trì thường xuyên tổ chức ra quân lập lại trật tự dễ hè lòng đường, công tác chăm lo đời sống giải quyết chế độ cho các đối tượng được thực hiện kịp thời đúng quy định. đến nay trên địa bàn phường không còn hộ nghèo, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội được giữ vững.

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường Dĩnh Mỹ đạt được nhiều kết quả tích cực, thu ngân sách đạt 121% kế hoạch, hoạt động thương mại dịch vụ được cải thiện, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình xây dựng, công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa xã hội có nhiều nổi bật. Công tác giáo dục chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm thực hiện. An ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu ngân sách phường Vĩnh Mỹ năm 2020, nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Mỹ năm 2020. Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân Phường Núi Sam tổ chức kỳ họp lần thứ 11, khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021. Để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế xã hội phường năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp kinh tế xã hội năm 2020, trong năm 2019, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phường tiếp tục phát triển ổn định duy trì mức tăng trưởng cao thu ngân sách trên 8 tỷ đồng đạt 111,94 phần trăm thương mại dịch vụ phát triển khá giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 90 triệu đồng một hecta một năm tỷ lệ hộ dân sử dụng điện sử dụng nước đạt 100% phần công tác văn hóa xã hội được đẩy mạnh có 87,38 phần trăm hộ gia đình đạt chuẩn gian quá các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đời sống nhân dân được ổn định đến nay trên địa bàn phường không còn hộ nghèo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định. Về tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, chương trình giám sát, chương trình xây dựng năm 2020. Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân Phường cho Phú A tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân phường năm 2019 và xây dựng nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Đến dự có ông Phạm Hùng Thảo, chủ tịch Ủy ban kiểm tra thành ủy Châu Đốc Tại kỳ họp, các đại biểu nghe và thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân phường về việc thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020, báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2019, kế hoạch thu chi ngân sách phường năm 2020, báo cáo của Ủy ban mặt trận tổ quốc phường về công tác xây dựng chính quyền và công tác vận động xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2019. Năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường Châu Phú A phát triển ổn định, các chỉ tiêu lĩnh vực như quản lý đất đai, xây dựng môi trường, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, giáo dục y tế, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội đạt và dược so với nghị quyết hội đồng nhân dân đề ra. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết về nghị quyết nhiệm vụ kinh tế xã hội, nghị quyết về phê chuẩn dự toán toán thu chi ngân sách, nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, đoàn phường Vĩnh Quân đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa. Điểm nổi bật trong phong trào này là đoàn thanh niên phường đã tổ chức mô hình gian hàng quần áo không đồng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng cuộc sống xã hội ngày càng tốt hơn. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ý nghĩa từ gian hàng quần áo không đồng của đoàn thanh niên phường Vĩnh Quân. Mô hình gian hàng quần áo không đồng là nơi những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo có thể đến đây nhận lấy những bộ quần áo mà không cần trả tiền. Mô hình này đã được cộng đồng hưởng ứng tích cực, trở thành cầu nối giữa người khó khăn và những tập thể cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa bàn, đóng góp cho những người khó khăn có được những bộ quần áo với giá không đồng. Đồng chí Đặng Thị Hà, Phó Bí Thư Đoàn Phường Vĩnh Quân cho biết, Chứng kiến những khó khăn của bà con tại địa phương, bản thân tôi luôn mong muốn được đóng góp một phần công sức để hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn với người dân nơi đây. Vào tháng thanh niên, mùa hè tình nguyện gần đến Tết Nguyên Đán, thì đoàn phường Vĩnh Quân lại tổ chức gian hàng quần áo không đồng các bạn đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Huân thông qua trang mạng xã hội kêu gọi mọi người ủng hộ quần áo cũ hoặc các nhà hảo tâm quyên góp những quần áo cũ gửi đến đoàn thanh niên phường Vĩnh Huân. Các bạn đoàn viên thanh niên có nhiệm vụ lựa chọn những bộ quần áo theo độ tuổi, chọn địa điểm để trưng bày cho mọi người đến nhận mà không phải trả tiền. Hiện nay hoạt động này đã thu hút rất đông cán bộ viên chức, giáo viên, đoàn viên, học sinh tham gia. Có thể nói, gian hàng quần áo không đồng đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo hiệu quả tích cực trong cộng đồng xã hội, nâng cao vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Thông qua đó, nhằm giúp đỡ những lao động nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thêm những bộ quần áo lành lặn để mặc. Đây là địa chỉ tin cậy để những tấm lòng hảo tâm gửi gắm tình thương, sự sẻ chia dành cho cộng đồng bằng chính tấm lòng yêu thương sang sẻ gian hàng ảo quần không đồng này đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người dưới thông điệp ai thừa đến cho ai thiếu đến nhận trong đó những người cho thì hạnh phúc khi được chia sẻ những khó khăn với người khác còn người nhận thì lại mừng rỡ phấn khởi khi được nhận những bộ đồ ấm áp nghĩa tình đúng là thương người như thể thương thân và thứ quý hơn hết có lẽ là tình thương được lan tỏa trong cộng đồng quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc phát trên tần số fm chín mươi hai mhz Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững, nhiều loại tội phạm được kéo giảm, trật tự an toàn xã hội có những chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán canh tí, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020. Ban chỉ đạo 138 tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán canh tí 2020. Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài An Giang triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán canh tí 2020. Theo nhận định của ban chỉ đạo 138 tỉnh An Giang, trong những tháng tiếp theo trên địa bàn tỉnh và cả nước tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động văn hóa xã hội sôi động chào đón năm mới. Đây cũng là thời điểm tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp. Các loại đối tượng chính trị, các tổ chức phản động gia tăng hoạt động chống phá đảng chính quyền. Tội phạm gia tăng cả về quy mô, tính chất và mật độ hoạt động, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế tham nhũng. Tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tình trạng buôn bán, sử dụng trái phép pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ tiềm ẩn nhiều phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị đón năm mới 2020, Ban chỉ đạo 138 tỉnh mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh thời gian từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 14 tháng 2 năm 2020. Quy động sự tham gia tích cực của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị ổn định, phấn đấu kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ những ngày đầu năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế, Ban chỉ đạo 138 đề nghị các phòng ban đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tích cực chủ động chỉ đạo phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên hội viên đoàn viên và quần chúng nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật tích cực tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác những hành vi vi phạm pháp luật về an ninh chính trị an ninh trật tự quản lý cảm hóa giáo dục đối tượng tại gia đình cộng đồng dân cư khơi dậy tinh thần đoàn kết khi thế tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để mạnh thực hiện các kế hoạch tuyên truyền phù hợp hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, xây dựng xã phường, cơ quan đơn vị, trường học an toàn về an ninh trật tự, không người nghiện ma túy, không tệ nạn xã hội, giúp đỡ tạo điều kiện cho người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh, hình thành tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với những hành vi vi phạm pháp luật. Công an tỉnh tham mưu với cấp quỹ chính quyền địa phương về chủ trương của lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể tham gia góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan nắm chắc tình hình từ xa, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh quốc gia để tham mưu có đối sách xử lý kịp thời khi có tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động bất ngờ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở, không để tội phạm hoạt động lộng hành tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết. Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả, tội phạm tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các ngành lĩnh vực trọng điểm để mạnh đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia các tụ điểm sản xuất mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tăng cường công tác đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm đường dây tệ nạn xã hội hoạt động xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài lưu ý các đường dây đưa người sang campuchia đánh bạc các ổ nhóm tệ nạn có liên quan với băng nhóm tội phạm có tổ chức các tụ điểm mại dâm cờ bạc phức tạp gây bức xúc trong quần chúng nhân dân quy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng có liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng, kiểm tra các cơ sở dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý cư trú, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống sản xuất, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, đồ chơi trẻ em nguy hiểm, cung cố nâng cao khả năng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và bảo vệ dân phố, sẵn sàng thực hiện các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các khu vực địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao triển khai các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu được phân công, vũ trang cảnh giác, bảo vệ các điểm tổ chức sự kiện chào mừng các ngày lễ Tết được cấp có thẩm quyền phân công. Tổ chức của các đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương trong đợt cao điểm, làm tốt công tác quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cục hải quan tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết, phối hợp xác lập đấu tranh triệt phá có hiệu quả đối với các tổ chức đường dây tội phạm có quy mô tổ chức lớn, tăng cường công tác quản lý biên giới, kịp thời phát hiện xử lý tội phạm tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái nhãn mát, hàng kém chất lượng, vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm ngăn chặn việc thẩm lậu các loại pháo đồ chơi trẻ em nguy hiểm từ Campuchia về địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc kiểm tra kiểm soát giải quyết các thủ tục thông quan hàng hóa qua lại giữa hai bên biên giới nhằm phòng chống xuất nhập biên giới trái phép buôn lậu gian lận thương mại và hàng hóa vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ ma túy qua biên giới các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường các sở ban ngành đoàn thể thành viên ban chỉ đạo tỉnh ban chỉ đạo quyện thị thành phố quan tâm chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết canh tí năm 2020 góp phần bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán canh tí năm 2020 trên địa bàn tỉnh an giang Thưa quý vị và các bạn, trong rất nhiều các nguyên nhân gây cháy tại các cơ sở, nguyên nhân do thợ hàng vi phạm các quy định về phòng cháy khi thực hiện công việc chiếm một số lượng lớn, một phần do ý thức trách nhiệm của người chủ cơ sở chưa cao khi thuê thợ hàng, một phần là do thợ hàng chưa được trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy và thiếu ý thức đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc của mình. Trong chương trình thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Các giải pháp an toàn phòng cháy khi hàng cắt kim loại. Qua các vụ cháy do hàng thấy rằng công tác đảm bảo an toàn phòng cháy tại các cơ sở này còn hạn chế. Các thợ hàng không được đào tạo đầy đủ hoặc không được đào tạo về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Muốn đảm bảo tốt công tác phòng cháy có liên quan đến hàng, trước hết cần người thi công phải có hiểu biết rõ ràng an toàn khi hàng cắt kim loại. Phải sử dụng các thiết bị bảo vệ trong quá trình hàng cắt kim loại. Những nguồn có thể gây cháy bao gồm ngọn lửa hàng hơi, hồ quang điện, Sỉ giăng tóe ngọn lửa thứ cấp tia bức xạ nhiệt nguyên nhân hầu hết các vụ cháy điển hình do hàng cát gây ra trong các vụ cháy lớn gần đây chủ yếu là do hiện tượng các hạt kim loại nóng chảy bắn vào các vật liệu dễ cháy như xốp giải mút da bìa cặt tông do vậy để đảm bảo an toàn cho quá trình hàng giảm đến mức thấp nhất các vụ cháy do hàng gây ra cần thực hiện một loạt các giải pháp về mặt tổ chức quản lý và mặt kỹ thuật an toàn trước trong và sau khi hàng Giải pháp tổ chức quản lý Trước hết đối với người quản lý cơ sở Cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy nói chung Và khi tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, cấu kiện xây dựng tại cơ sở của mình quản lý Cần tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn hàng Lòng ghép với các buổi phổ biến kiến thức an toàn phòng cháy chữa cháy Và an toàn vệ sinh lao động theo định kỳ đối với cán bộ công nhân viên của mình ban hành những nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy về quy trình an toàn khi hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất và đặc thù của từng cơ sở sử dụng những thợ hàng có trình độ tay nghề tốt vừa đảm bảo chất lượng công việc vừa tạo sự an toàn lao động và an toàn cháy nổ khi làm việc khi tiến hành sửa chữa mà cần phải hàng ở các khu vực có chứa chất dễ cháy nổ cần dừng quá trình sản xuất tổ chức cách ly vật liệu cháy ra khỏi khu vực sửa chữa cắt cửa người hoặc trực tiếp giám sát suốt quá trình hàng và sau khi đã hàng xong ít nhất 30 phút, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện chữa cháy ban đầu cạnh khu vực hàng để xử lý kịp thời nếu có sự cố cháy nổ xảy ra. Tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn khi hàng, đối với cán bộ cảnh sát kiểm tra phòng cháy chữa cháy phụ trách cơ sở, trong quá trình kiểm tra, huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cần đưa nội dung về hàng vào để nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ cơ sở khi họ thực hiện công việc hàng, một trong những giải pháp thiết chặt các quy định an toàn là cần phải tổ chức huấn luyện bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy cho những người trực tiếp làm công tác hàng, giúp họ nắm vững được đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ khi hàng và biết cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu. Giải pháp kỹ thuật khi tiến hành hàng, cần cách ly khu vực hàng với các vật liệu cháy, di chuyển chúng ra xa khỏi vị trí hàng đến khoảng cách ít nhất 10 mét. Đối với các cấu kiện không thể di chuyển được như xốp, cách âm ở trần, tường, cần che chắn bằng các vật liệu khó cháy hoặc không cháy được như các tấm tôn, thép, gỗ, phủ sơn chống cháy. Amian, trước khi hàng cần kiểm tra thật kỹ khu vực xung quanh, kiểm tra các trang thiết bị sử dụng cho quá trình hàng đối với quá trình hàng hơi như các chai khí phải có kiểm định và còn hạn dùng hoặc đặt cách xa khu vực có nguồn nhiệt phải có van an toàn đường ống dẫn khí kính và phải được bảo vệ tránh nguồn nhiệt tác động que hàng an toàn đối với quá trình hàng điện kiểm tra máy biến áp hàng sử dụng dây dẫn phù hợp về chủng loại và tiết diện lõi dùng các bộ ngắt tự động chống sự cố chập điện khi hàng Thợ hàng trước khi hàng cần trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cá nhân như găng tay, kính bảo vệ mắt, kiểm tra sắp xếp gọn gàng khu vực hàng, kiểm tra sự sẵn sàng của các phương tiện chữa cháy ban đầu như nước, bình chữa cháy, kiểm tra kỹ mỏ hàng, bộ giảm áp, ống dẫn khí, các vị trí nối giữa mỏ hàng với ống nối với các chai chứa khí. Trong khi hàng không mang các thiết bị, mỏ hàng ra khỏi khu vực dành riêng cho thợ hàng, nếu giải lao cần khóa tất cả các van dẫn khí ngắt nguồn điện đối với máy biến áp hàng, thu dọn gọn gàng dụng cụ và cấm người ngoài vào khu vực hàng hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị nào phục vụ quá trình hàng. Khi hàng hồ quan chỉ được phép cấp điện từ máy phát điện hàng, máy biến áp hàng, máy chỉnh lưu hàng, không được phép cấp trực tiếp từ lưới điện động lực, lưới điện chiếu sáng hoặc lưới điện xe điện. Nếu tiến hành hàng ở trong các hầm, thùng, khoang bể trước khi hàng cần kiểm tra kỹ để trong đó không còn hơi khí độc, hơi khí cháy nổ, máy hàng phải để ở bên ngoài, phải tiến hành thông gió với tốc độ gió từ 0,3 đến 1,5 m trên dây. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.